Có quả cá không? Thấy lưỡi chưa? Không to. Quay cho con cũng được. Lên được lên được. Lên anh nhắm tay cầm tay một đôi thôi này. To ăn hết. Xin chào mọi người nhá. Hôm nay anh em mình sẽ câu cá trê. Khu vực này cá trê rất là nhiều. Đây là một vùng đầm lầy tự nhiên, rất là nguyên thủy nhá. Giờ câu đâu? Hôm nay thì đánh bắt khá là toàn diện, cả cắm câu rồi cả câu tay luôn. Giờ đi cắm câu, em đi cắm câu trước à? Cắm câu xong, câu xong đến thăm cần. Ừ, thì cắm trước. Hai người tính một thôi, làm cách nào cho nó dễ đơn tạp lâu. Ngồi câu nhé, hôm nay chuẩn bị ngồi câu chun chun đen nhé, ở cái vùng đất mà hai anh em mình sống rất là sẵn. Cắm ở dưới đó tầm cỡ 5 cân, em phải mỗi lần lội xuống mất công 5 cân hả? Ừ, cắm nhiều lắm. Chuẩn bị hành lý ốm mọi người. Ở xa xa kia có những cái tảng đá mồ côi nhá, đá granite cứng nhá. Cái kiến tạo địa chất ở đây rất là khó hiểu, nó cũng không đồng đều đâu, đá này nằm mọc lộp chộp. Hãy tập trung vào vấn đề câu cá nhé. Mùa mưa này thì cá trê rất là hào ăn mọi người ạ. Nếu mà son lên thì có thể là thả thính xuống một cái là cá vào bụp liền, rất là nhanh. Ở đây là cái hồ tự nhiên, người ta không nuôi cá mọi người nhé. Rồi vừa mặc thêm cái bộ áo mưa, lại cầm thêm cả đồ nên rất là mệt. Đây này, có cái công trình cũ này. Bây giờ mình sẽ xuống cái khu vực này nhé. Ôi, tiến hành câu cá thôi. Rồi, hôm nay sử dụng cần câu Shimano 3m6 nhá. Đây. Bây giờ sẽ buông cần luôn, tí nữa rồi xả mồi sau. Để mà những cái lúc mà chuẩn bị mồi thì mình sẽ tiện tay là bắt những cái con cá đang háo ăn dưới này luôn. Hy vọng ngày hôm nay thì cá sẽ cắn câu nhé. Không thì mất công chuẩn bị mồi câu liệt rồi. Ra đến đây mà không được con cá nào nữa, quá là nhục. Nhanh em để xuống câu nào. Bắt ao ao đi mới về nè, tối đây. Ôi là không có cái trống đâu, quăng lên luôn. Gác tạm ở đây vậy. Lấy cây chọc đi, chọc khuấy đi. Chọc khuấy chưa, không có cây thì chọc em thôi. Tí nữa đến em khuấy á. Có con ốc to nằm đó hết. À, bị lật ốc. Có tí nữa tối đi soi thì mai kiếm đến này. Anh đâu được, chưa được ăn ốc bươu luôn mà. Một tí.
Anh có trê tông không? Một trê. Một trê nhé. Đấy. Ui, nhỏ bắt luôn. Một cá đây chỉ đến vậy thôi. Chốc nữa sẽ được con to. Cẩn thận đâm đau lắm ạ. Đau trên thì nhỏ. Nhưng thì ăn đầu vào đó. Ăn liên tăng lên. Rồi là ăn nữa luôn. Ôi, ôi lại con nữa. Bỏ vào đây chứ. Bỏ vào đó chứ, nhưng mà anh đã chuẩn bị được lồng lắm rồi. Này, bỏ vào đây. Còn chưa mấy cái gì cắm hề, nó chim lông ấy. Dạy bên có đứa đó. Không, chưa cái gì ra thì còn chim lông. Chìm cái gì? Khi nào tha thì hay. Còn tha đi chứ. Ừ, con ốc chứ lại quăng chỗ này luôn. Tí á. Cá nhỉ. Cá này, con tay, cá con. Càng tối càng ăn. Đi chắc. Nhìn to rồi. Chả nhỏ và to rồi. Giật thì nuốt sâu rồi. Giật thì lại không lên. Càng càng nhỏ quá. Nhỏ quá. Cá này ăn gỏi. Cá này mà ăn gỏi. Hôm nay năng suất kém thật ạ. Còn cái cũng tí á. Anh nhá. Rất là nhỏ. Ai ăn gỏi cá trê báo cáo nha. Ăn bật phao rồi. Để em một chiếc nữa. Một chú. Dơ. Gỏi cá trê. To thì nhỏ quá. Tạm đây. To đây. Con này cũng tạm nhé. Giờ mới được con này. Con lớn tí. Con chuyển xuống thế. Tìm tha biết cá gì ăn đi máu thật toàn tê nhỏ quá có buồn thật đó. Ba con này. À, cần này cần cắm ba vàng này con to bụng bụng kênh ba con tôm cần câu cắm này đỡ lộ. Một này, em cần cắm này giữa này mấy cá nữa toàn cắm này lúc lại câu được may mà ngậm ngoài. Ừ, ngậm ngoài dễ gỡ không dễ trong mẹ chết à. Gai này kín. Đến đây đây con. Đây, con này hơi nhỏ. Con này già rồi. Ừ. Nhỏ nhỏ con này. Nó giữa đi. À đây con này. Cái này nó không cắn đâu này. Ừ.
Không, cả tí con răng nữa mà cắn. Mồm hình như con nít chưa mọc răng. Con quay được nhiều này. Chiều giờ mới được này. Chịu khó câu hồi nữa. Bây giờ em xuống dọn cái bãi câu đi. Anh mắc tuồng ấy à? Rất là vất vả nhá. Anh em mình phải treo đèo lội suối rồi xúc rừng này. Đi ban đêm xuyên ngày rất là mệt. Ai mà có ý định mà làm YouTube kiếm tiền thì hãy cân nhắc nhé. Qua là anh em mình làm vì đam mê thôi. Đâu rồi? Ôi cần đó mình cắm lúc nãy mình giờ không nhớ nữa. Giờ đến lúc đi thu cân bằng mà về thôi. Khuya quá rồi. Móc chúng nó xuống nhé. Cần cơm là có cá rồi đấy. Hả? Được. Thì chắc cong cần luôn nè. Nữa. Toàn dưỡng canh hả? Chán hả? Có cảm giác mất cá. Câu thì tháo đồng hồ đi mò mò trên nước, mang đồng hồ nước vào hư luôn. Cáo nước không vào thì cuối cùng mắc mưa đi đồng hồ bóc bóc cá tê đập có quả cá không thấy lưỡi chưa. Anh tay cầm tay một lôi thôi này. Tối rồi cái to ăn hết. Con này chắc nhất đến rưỡi nhé. Từ từ lúc mà câu cái ao thì con bụng gớm hết. Có trứng này. Hả? Có trứng này. Đưa nhanh đi. Đưa lên bờ rồi gỡ. Gỡ đó đi thôi. Để cởi cái áo mưa ra lại khó chịu. Nè nè. Mưa. Rồi. Mắt. Wow, đó đúng rồi. Câu về anh nhảy nổi tông kia thả văng toàn con như vậy này. Cầm cần trê cầm vây hề thì cầm đại đi chứ anh cũng biết cách cầm sao cho được đấm đó. Cần trê này ai mà lường được không chắc cạnh tay một cạnh là được. Có mấy con không lại ít quá đâu trên rồi mấy cân thôi. 3 cân nữa chứ. 2 cân nữa. Mấy cân nữa. Nhớ đi. Này. Con này được nuôi. Hôm nay đi câu được chừng này đấy nhá. Yeah.
Rồi, tổng kết lại là hôm nay là thất bại, không được giống như ngày hôm qua nữa. Ngày hôm trước là được nhiều hơn, được gấp 5-6 lần như vậy đó. À, nhưng mà hôm nay được một con khá là to luôn. Rồi. Như vậy là buổi câu hôm nay là kết thúc, chỉ có tuần này. Xin chào mọi người nhé, lần sau rồi mình sẽ quay video tiếp theo để mọi người cùng mình xem tiếp. Gặp lại.